Hello, xin chào thầy các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là gần 9 giờ tối các bạn nhá. Thì hôm nay thì mình là gì nhỉ? Sắp xếp xong công việc thì mình sẽ level sớm hơn mọi hôm một chút. Thì là cũng dự nhân dịp là cũng sắp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 rồi. Thì là bên mình lại về rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ phục vụ các bạn và xả và thanh lý cho bạn. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm sản cũ giá rẻ thanh lý, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình để đặt hàng các bạn nhé. Mình sẽ giới thiệu luôn những sản phẩm giá rẻ bên mình hiện mình đang có. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về là con này, là con Samsung S7e. Đấy, con S7e này thì là ngoại hình thì là vỏ cũ phải theo thời gian các bạn nhé. Con Samsung S7e này, con này thì là rất là rẻ thôi. Con này thì là sẽ là bản này này, con này là bản Mỹ này, bản U bản Mỹ này. Con S7e này, con này là bản Mỹ nhá, một sim nhá các bạn nhá. S7e con này là bản Mỹ một sim. Con này thì mình sẽ thanh lý với giá cho các bạn là giá cực kỳ là rẻ. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,1 triệu các bạn nhá. Đấy. Con Samsung S7e này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá 1,1 triệu. Thì biết tại sao mình sẽ thanh lý bạn với giá 1,1 triệu không? Thì là mình sẽ nói sơ cụ qua cho bạn đây, vào xem phim nghe nhạc đây. Nói chung S7e một thời nó là siêu phẩm. Cái loa đến dùng đến bây giờ mà dùng vẫn rất là ngon và rất là thích các bạn nhá. Tình trạng con này thì là màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút đây, nhưng mà ám đều nhá. Đấy, màn hình của nó thì nó có sọc này, có mấy cái đường sọc này. Đấy, sọc ở ria này các bạn nhá. Đấy, nó hơi bị sứt tí chỗ này thôi, nó hơi bị sứt một tí chỗ này thôi, nhưng mà đây hơi sứt tí chỗ này, nhưng nó có cái sọc xanh xanh đây, mấy cái sọc mờ đây, mờ thôi, các bạn để ý nhìn kỹ thì mới thấy. Đấy, tất cả là chức năng bình thường, màn hình nó chỉ là hơi ám nhẹ, và đây là sọc ám sạch, ám đều các bạn nhé, và đây là sọc xanh trong góc này. Đấy, hơi sứt tí chỗ này thôi. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,1 triệu. Đấy, chỉ với giá là 1,1 triệu thôi. Các bạn những sử dụng sản phẩm là S7e như bản Mỹ này thì hỗ trợ là chip Snap, các bạn chơi game hay là gì rất là tuyệt vời các bạn nhé. Cấu hình của nó là RAM, con này là RAM 4GB, con này của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. RAM 4, bộ nhớ trong 32GB. Đấy. Đấy, các bạn mua về là máy phụ nghe nhạc, xem phim, nghe gọi, hoặc là con máy mà chơi game ấy, thì các bạn mua con máy này chơi game thì cực kỳ là ok, tuyệt vời luôn. Lúc thời điểm nó ra cực kỳ là đắt các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e 1,1 triệu này, các bạn nhà hàng miền sớm nhất, một là qua Zalo tin nhắn. Nếu mà Zalo tin nhắn mình không trả lời kịp thì là mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình để đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng bên em, các bạn là gần có thể là qua trực tiếp bên em để lựa chọn những sản phẩm yêu thích nhất của các bạn nhé. Đấy, ở xa thì bên mình tất cả sản phẩm bên mình thì ở xa thì mình có bán thì là lỗ đổi một tuần và bảo hành 6 tháng. Bên mình thì là có bán và thu mua lại, ví dụ những sản phẩm bán ra cho các bạn thì mình sẽ cũng có thu mua lại các bạn nhé. Bạn nào muốn nhu cầu không dùng đổi máy thì các bạn có thể là gửi lại cho mình, thì mình sẽ thu lại và đổi máy những sản phẩm khác cho các bạn nhé. Nên các bạn mua bán bên mình cứ yên tâm, rất là thoải mái luôn. Không bao giờ sợ lỗ vốn hay là gì các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có ship cô 3 miền. Đó, hình thức ship cô thì bạn cọc cho mình trước phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Đấy, rất là ok, mua bán bên mình rất là thoải mái, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. 1,1 triệu của sản phẩm Samsung S7e này, con này dùng ok đấy, các bạn mua này dùng ok đấy các bạn nhé. Đấy, nhà mình hôm nay thì rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ, nên là các bạn yên tâm sẽ chờ mình sẽ thanh lý cho đây. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai con Samsung A6 2018 các bạn nhé. Mình tìm một con lửa để đâu rồi đấy, đây. Ui dồi, đây A6 2018 thì hôm nay nhà mình về được hai cây này đều là bản Hàn này, một sim nhé. A6 2018 hai cây này đều là bản Hàn một sim. Đấy, mình sẽ nói sơ cua qua về ngoại hình này. Máy đẹp, con này đẹp 90/90%, máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy, hàng này thì là mình nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Hàn Quốc về các bạn nhé. Đấy, nên các bạn yên tâm sử dụng. Đấy, thì là gì nhỉ, màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED nhé. Đấy, AMOLED cho hiển thị hình ảnh là Full HD cộng luôn, rất là đẹp luôn, chữ to, nói chung là sắc nét. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân mà tuổi cao mắt kém dùng cực kỳ là ok luôn. Đấy, bản Hàn một sim một sóng, tại vì các bác cao tuổi thì không hay dùng hai sim, dùng một sim rất ok. Đây, quay phim chụp ảnh này, màn hình AMOLED thì quay phim chụp ảnh rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy,
Đấy. Samsung này, máy đẹp leng keng luôn các bạn nhá. Sản phẩm Samsung A6 2018 này. Đấy là bản hàn một SIM này. Đấy. Bản hàn một SIM. Cấu hình bọn này thì là sẽ là RAM 3GB nhá. Đấy, bộ nhớ 32GB. Nói chung là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, các bạn dùng cực kỳ là sướng nhá. Nó không bị lo bị ví dụ mà tải ứng dụng về nó không lo bị đầy. Nên là các bạn yên tâm sử dụng, có hỗ trợ là một SIM và một là thẻ nhớ các bạn nhé. Đấy, màn hình bọn này thì là màn hình AMOLED, hiển thị hình ảnh thì màn hình đẹp keng. Bọn này thì màn hình bên mình thì màn hình đẹp keng, không ảm mố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Đấy, nhà mình nay về là hai con máy đẹp leng keng sáu beng luôn. Ở bọn A6 2018 này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.900.000 một con nhé. Đấy, 1.900.000 một con. Màn hình bọn này thì là đẹp keng, không ảm mố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Đấy. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân nhân dịp mùng 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì rất ok và tuyệt vời các bạn nhá. Đấy, 1.900.000 cho bạn nhé. A6 2018 các bạn nhá. Đây. Rồi mình sẽ giới thiệu con gì đây? Tiếp tục đi là con máy lại mình sẽ so le máy đến máy giá rẻ và máy giá đắt nhá. À, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình để về con này, con Samsung A7 2016. Con A7 2016 thì là hàng này cực kỳ là hiếm, tại vì bây giờ nó không ra mắt nữa rồi mà. Tại vì nó 2016 rồi, 2021 rồi, là 45 năm nay rồi các bạn nhá. Thì là con này là bản công ty này, 2 SIM 2 sóng này. Đấy, mặt lưng còn cũng rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. Thì là ra năm 2016 rồi thì con này thì là màn hình cũng lướt qua thời gian rồi. Thì nó cũng bị ám màn hình các bạn nhá. Đây. Con này là ám màn hình. À, con này thì không bị ám nhưng mà chỉ bị lưu trữ thôi các bạn nhá. Đây, con này thì sẽ không ám nhưng chỉ bị lưu trữ thôi. Lưu trữ vừa vừa thôi. Góc trên này thì nó hơi sứt sứt một tí. Đấy, hơi sứt sứt một tí mà thì nó hơi xước theo thời gian các bạn nhé. Đấy, con này cũng là màn hình AMOLED cho hiển thị hình ảnh là Full HD cộng. Cấu hình con A7 2016 này. Con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB các bạn nhé. Đấy, con này thì có hỗ trợ hai phím back và một là nút vân tay các bạn nhé, dùng tuyệt vời luôn. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.1 triệu nhé. Con A7 2016 này màn hình không ám mà chỉ bị lưu trữ thôi. Mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.1 triệu, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB các bạn nhé. Đấy, các bạn mua con này dùng rất là ok các bạn luôn, nó thật các bạn, quá bền luôn. Nó dùng là Samsung đến 2016 rồi, rất là bền luôn. Nên các bạn mua những sản phẩm Samsung, Oppo hay là Xiaomi, các bạn dùng cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Nhất là Samsung bền kinh khủng luôn các bạn ạ. Đấy. A7 2016 1.1 triệu cho các bạn nhé. Nhiều điện thoại giá rẻ lắm, hôm nay thì nhà mình rất là nhiều luôn. Nên là các bạn cố xem hết từng tật cho các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con iPhone 6 thường. iPhone 6 thường thì là ngoại hình con máy, cái này con máy còn 90, trên 90%. Đấy. Máy cũ rồi thì lòi 98, 99 thì nó hơi quá các bạn nhé. Chỉ những đời 2020 hoặc 21 ấy, thì nó sẽ có 98, 99. Đời sau rồi mà 98, 99 hơi ít. Đấy. Đấy. Con iPhone 6 quốc tế này. Đấy, con này là iPhone 6 quốc tế, con này là bản quốc tế Mỹ này. 32GB các bạn nhé. Đấy. Con này thì là tình trạng con này thì là ngoại hình thì là máy còn 90, trên 90%. Con này mình sẽ bao cho các bạn là main zin, màn zin. Đấy. Con này là main zin keng nhé, màn zin keng luôn. Pin con này pin còn 96%. Đấy. Pin con này còn pin còn 96% các bạn nhé. Pin con này pin còn 96% này. Rất là zin keng luôn. À, con này là bản quốc tế 32GB luôn đấy. Đấy, bản quốc tế 32GB, vân chân vân tay thì đủ các bạn nhé. Đấy, các bạn gõ vào đây sẽ có vân tay, sẽ biết ngay nhé. Đấy, gõ vào đây là sẽ có vân tay các bạn nhé. iPhone 6 quốc tế 32GB này. À, con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.700.000 nhé. Đấy, cho các bạn nhé. iPhone 6 quốc tế 32GB, pin còn zin rất là ngon luôn, main zin màn zin, 1.600.000 cho các bạn nhé, vân chân vân tay đầy đủ. Máy cũng rất là đẹp các bạn nhé. Nhà mình về duy nhất một iPhone cho các bạn ạ. Đấy, iPhone 6 thường 32GB, 1.700.000 cho các bạn nhé. Pin còn 96%, rất là ngon, rất là ok các bạn nhé. Đây ạ, và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được hai con Oppo A37 này. Oppo A37 thì hôm nay nhà mình về được hai cây các bạn nhé. Đấy. A37 này thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em học sinh ấy, dùng làm máy phụ đi học hay là chống cháy rất là ok các bạn nhé. Bọn này thì mình sẽ chỉ thanh lý các bạn giá là 900.000 thôi. Đấy. Hai con Oppo A37 này thì mình sẽ thanh lý các bạn giá là 900.000 một con nhé. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 900.000 này
thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB các bạn dùng cực kỳ là ok luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này, các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá, 95k một con. Các bạn mua về tặng các em học sinh rất là ok luôn nhá. Đây, nhà mình có giá rẻ này, đây. Có con này thì là rẻ nhất 500k này. Con này là con Samsung G530 nhá. Đấy. Samsung G530. Đây ạ. Con này là Samsung G530, con này là 2 SIM nhá. Giới thiệu điện thoại, thông tin thiết bị này. Con này là con Samsung G530H, con này là phiên bản nó là Samsung công ty 2 SIM. À, tình trạng con này thì là nó bị vỡ kính ở chỗ đoạn này các bạn nhé. Đây. Nó bị sứt một tí kính ở chỗ cái màng loa này. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ, 500k. Các bạn mua về xem phim, đọc báo, làm máy phụ, nghe gọi rất ok các bạn nhé. Đấy, xem TikTok này, YouTube này, chơi rất nhiều game luôn. Đấy. Đấy. Cũng rất là mượt luôn. 500.000 cho các bạn nhá, làm máy phụ chống cháy các bạn nhé. Samsung G530 500k cho các bạn nhá. Nhiều cũng rẻ lắm. Đây. Và tiếp theo mình sẽ bỏ những điện thoại nào mà giới thiệu ra rồi. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con LG luôn này. Đấy, con này là LG X6 nhá. Đây con LG, con này LG X6. Đấy. LG X6. Của nó con này là phiên bản của nó là RAM 4GB này. Đấy. RAM con này là RAM 4GB này, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Con LG X6 này, GX6, con này là con LG GX6. Con này thì là máy màu xanh, màu xanh dương này. Nói chung là chả biết màu gì, xanh xanh dương này, rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì con này còn độ 90% các bạn nhé. Màu xanh dương này. Đấy, màn hình con này là 6 inch, hơn 6 inch. Đấy, rất là to, rất là bự luôn, giọt nước các bạn nhé. Chữ cực kỳ to luôn này. Đấy. Các bạn mua về đây, chữ cực kỳ to luôn. Các bạn mua dòng này rất là ok luôn. Được cái nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này là bản Hàn, 1 SIM nhé. Đấy. Của mắt sau của nó là 3 camera luôn này, một đèn flash và đây vân tay này. Đấy, con GX6 này của nó là phiên bản Hàn, 1 SIM 1 sóng. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin 4K các bạn nhé. Con GX6 này thì là mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.900k nhé. Con LG GX6 này. Đây. Đấy, con này là LG X6 này, 2019 này. X6 2019 con này mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.900k. RAM 2GB. À sorry các bạn, là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG này bạn dùng cực kỳ là ok. Con này là quá là bền luôn. Đấy. Đấy, rất là bền luôn. Đấy. Đấy, màn hình cực kỳ to và pin cực kỳ châu bò luôn. Hiển thị hình ảnh này rất là đẹp luôn, LG này. Rất là xanh tươi các bạn nhé. Đấy. Nhìn bác gái rất là đẹp lão các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG X6 này các bạn nhà mình được sớm nhất nhá. Đấy, rất nhiều được cũng là gì. Hôm nay toàn giá học sinh, sinh viên luôn. Thì hôm nay nhà mình lại về con này là con Redmi Note 5 Plus này. Đấy, Mi các bạn nào đam mê sản phẩm Mi nhá. Đây ạ, à, hôm nay thì mình lại về con này là con Mi 5 Plus. Đấy. Đấy. Redmi 5 Plus. Con này là phiên bản của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Redmi 5 Plus nhá, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Ngoại hình thì con này vỏ cũng có cũng phải theo thời gian. Khách cũng đã dán cái miếng mà dán kim cương này. Nhìn rất là lướt, rất là đẹp, rất là ok các bạn nhé. Nói chung là hình thức cũng được. Viền con này thì hơi phẩy một chút các bạn nhé. Đấy ạ. Con Redmi 5 Plus này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì là bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.500k nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.500k luôn. Con này hôm nay vừa mình thâu lại của khách xong. Đây là một camera, một đèn flash và vân tay các bạn nhé. Redmi 5 Plus RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.500k nhé. Đấy, năm 2021 rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ. Thì là các bạn lựa chọn. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với mình để đặt hàng các bạn nhé. Đấy, nếu mà tin nhắn Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua số đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Đây, có khách đang gọi nhưng mình đang livestream mất cho mình không nghe được nhá. Đây là vị khách này là thông cảm các bạn nhé. Và hôm nay nhà mình lại tiếp tục được về con này là con Samsung. Đấy, khách đang gọi đây. Con này là con Samsung Z7 Prime. Z7 Prime con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Pin con này là pin hơn 3000 các bạn nhé.
RAM con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con này là gì nhỉ? Ngoại hình thì là vỏ của cũ phải theo thời gian các bạn ạ. Đấy. Máy khách dùng lướt mà. Vỏ cũ phải theo thời gian các bạn nhá. Đấy. Được cái là main zin, màn zin luôn các bạn nhá. Con Samsung Z7 Prime này thì là gì nhỉ? Bản công ty 2 sim 2 sóng này. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 1.300.000 nhé. Z7 Prime này 1.300.000, RAM 2GB. Sorry các bạn là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Được cái là main zin, màn zin. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhé. Và nhân dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì mình sẽ xả hết điện thoại nhà mình vào trong ngày mai và đến từ giờ đến 30 tháng 4 1 tháng 5 nhá. Đấy, các bạn thấy thích ưa thích kênh của mình thì các bạn thấy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và ủng hộ những sản phẩm mà bên mình, thì là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều các bạn nhá. Đấy. Đấy, và những sản phẩm nào bạn nào mà đã mua bên mình rồi mà có nhu cầu gì nhờ đổi máy gì ấy, thì các bạn có thể là gửi trực tiếp mình sẽ định giá máy cho các bạn và mình sẽ đổi các cho các bạn nhé. 1.300.000 cho các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhờ Vivo i20s nhé. Con này là Vivo i20s. Đấy, Vivo i20s này thì là ngoại hình thì là máy còn 90% trên 90%. Đấy, con này thì là đời mới các bạn nhé, 2020-2021 các bạn nhé. Đấy, Vivo i20s. Đấy, giới thiệu điện thoại Vivo i20s. Con này của nó là phiên bản của nó là RAM 6GB này. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền, giọt nước 6,5 inch. Màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch các bạn nhá. Được cái là phiên bị pin con này là viên bị. Đấy. Con này được cái là trang bị là viên pin của nó là 5000 các bạn nhé. Đấy, viên pin 5000. Con này là RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Thiết kế của nó là 1 2 3 camera và một đèn flash, có gông bảo vệ camera này, nhìn rất là sang trọng, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Đây. Đây. Đấy. Nói chung là RAM 6 các bạn. Bộ nhớ trong là 128GB thì các bạn không bao giờ phải lo lưu trữ nhá. Con Vivo i20s này thì là bên mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu đồng. Con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Mình sẽ xem lại, quên mất rồi, xem bao nhiêu GB. Đây. RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của nó là tràn viền giọt nước 6,5 inch. Pin con này là pin 5000 các bạn nhé. Đấy, máy khách dùng ốp rất là dữ, rất là đẹp luôn này. Đấy. Mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3 triệu đồng con Vivo i20s đấy các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Vivo i20s này tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là người yêu, bà xã, bồ nhí thì các bạn nên hàng mình sớm nhất nhá. Nhiều lắm, đêm nay thì nhà mình cực kỳ là nhiều các bạn nhá. Đấy, và hôm nay thì nhà mình về được lot 9 này. Lot 9 hôm nay mình về được 3 màu các bạn nhá. Một chiếc màu đen này và một chiếc màu tím này và một chiếc màu cà phê này các bạn nhá. Đấy. Đấy. Ngoại hình thì lót 9 bên mình thì là ngoại hình thì máy còn 90. Đấy, máy còn 90% trên 90%. Đấy, máy cũ rồi thì nói 98/99 thì nó hơi quá các bạn nhá. Đấy, máy đẹp leng keng sáo beng luôn. Lót 9 bên mình thì nhà mình màu tím này, cũng đẹp leng keng sáo beng này. Màu cà phê này, cũng đẹp leng keng sáo beng này các bạn nhá. Đấy, màu đen này, cũng đẹp leng keng sáo beng các bạn nhá. Về màn hình thì là cũng đẹp leng keng sáo beng luôn. Đấy. Nói chung là các bạn mua lót 9 những sản phẩm mà đắt tiền này chẳng hạn, các bạn đừng có so bì giá các bạn nhé. Nhiều giá chỗ mà ví dụ họ bán 55, 56, 57. Đấy, 55, 56, 57 chẳng hạn. Thì nó thật là các bạn, nói chung là các bạn những sản phẩm các bạn mua thì gì nhở, nói chung là các bạn mua cũng được thôi. Thì chỉ sợ các bạn mua phải những hàng mà fix ám hay là màn hình ám nhẹ chẳng hạn. Ví dụ các bạn mua những sản phẩm mà ví dụ mà 56, 57, 55, 56, 57, sợ các bạn mua những cái sản phẩm lót 9 và những sản phẩm mà fix ám này chẳng hạn, hoặc những sản phẩm mà ám nhẹ các bạn nhìn thì sẽ không thấy các bạn nhá. Đấy, nói chung là các bạn mua những sản phẩm đắt tiền các bạn đừng so bì về giá chỗ, các bạn cứ đừng nghĩ bao giờ các bạn đừng so bì giá mà chỗ nào rẻ hơn thì các bạn mua. Nói chung là rẻ hơn thì thị trường đang bán nói chung là vẫn trên 6 triệu cơ. Bọn mình thì bán online thì mình sẽ chỉ rẻ hơn được là 100-200 nghìn thôi, thì các bạn cứ cân giá mà mua thôi.
đừng có rẻ quá. Rẻ quá thì chỉ những màn mà máy mà fix ám hoặc là những màn máy màn ám các bạn nhé. Đấy, lót 9 các bạn mua bên mình thì mình bảo con nào đẹp thì các bạn mua bên mình thì cứ yên tâm nhé các bạn nhé. Nói chung máy bên mình các bạn mình bên mình bảo đẹp thì các bạn cứ nên có mua số tiền mua yên tâm thôi. Đấy, các bạn mua những sản phẩm đắp tiền này các bạn chọn uy tín mua. Đấy, lót 9 bên mình thì là đây. À, tất cả bên mình thì là máy Hàn. Đấy, bản Hàn, hai sim hai sóng. Mặc định máy Hàn thì về Việt Nam sẽ là một sim. Thì là mặc định máy Hàn về Việt Nam sẽ là một sim. Nhưng mà các bạn nào mà cần hai sim thì mình sẽ lên hai sim luôn cho các bạn nhé. Đấy, tất cả là máy Hàn này. Đấy. Về ngoại hình thì là máy đẹp lên keng xà beng rồi, các bạn không phải chê nữa rồi. Về được cái màn hình. Màn hình thì mình thì bao cho bạn là máy màn hình nhá. Đẹp keng. Không ám mối, không lưu ảnh gì. Không phải là màn fix ám hay là màn ám nhẹ các bạn không nhìn thấy các bạn nhá. Đấy, các bạn nhận được bên mình thì màn hình khỏi phải chê luôn. Đây ạ. Rất là đẹp luôn. Ba con như một luôn, màn hình toàn hàng tuyển, đẹp keng luôn. Đấy ạ. Lót 9 thì là có hỗ trợ cái bút Eiffel. Đấy, các bạn chỉ cần bấm cái bút Eiffel này thôi sẽ là chụp ảnh và chụp ảnh luôn. Rất là tiện lợi sản phẩm là Samsung Lót 9 này. Đấy. Này các bạn bấm vào cái sẽ ra là chụp ảnh luôn nhé. Đấy, các bạn sẽ là có quay phim của nó là quay phim của nó là gì đây? Mình các bạn vi video này, mình sẽ cài video các bạn quay video này, 4K luôn nhá. Cho tỷ lệ hình ảnh là 60 FPS các bạn nhá. Đấy, quay phim của nó là 4K luôn. À, về cấu hình của Lót 9 này bên mình thì là cấu hình của nó là RAM 4GB các bạn nhá. Lót 9 bên mình của nó là RAM, con này là RAM gì nhỉ? RAM con này là RAM 6GB. Đấy. Bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, máy này thì là đây ạ. Màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K cộng các bạn nhé. Đấy, các bạn xem phim 2K, 4K cực kỳ tuyệt vời luôn. Loa thì nó có nghe tính năng là loa nghe nhạc, thì nó có loa nghe trên này và loa nghe dưới. Các bạn nghe cực kỳ là sướng và rất lượng ok các bạn nhé. Mình sẽ vào nghe nhạc cho bạn luôn đi. Đây. Đấy, các bạn nghe nhạc rất là sướng luôn này. Xem phim 2K, 4K. Đấy, xem phim 2K không bao giờ độ lóa mờ gì các bạn nhé. Đấy. Bài thì không hay cho lắm. Đấy, nghe nhạc cực kỳ là sướng luôn. Đấy. Đây. Về giá cả bên mình thì các bạn cứ yên tâm về giá bên mình. Thì là hôm nay thì nhân dịp là sắp 30 1 tháng 4 rồi. Thì mình sẽ giảm coi như là đây, cũng khách nhiều khách gọi lắm. Mình đây, rất nhiều khách gọi nhưng mình các bạn phải thông cảm, mình đang like nhá. Thì là giá hôm nay thì mình sẽ giảm giá nhân dịp 30 tháng 4 và 1 năm. Cho các bạn là mình sẽ giảm 100k trên chiếc một sản phẩm bình thường máy đẹp. Thì là bên mình đang bán với giá là 6 triệu đồng. Thì là ngày hôm nay thì mình sẽ giảm cho bạn với giá là 100k. Và là máy đẹp bên len keng xà beng bên mình thì bên mình đã sẽ bán cho bạn là 5.900k nhé. Chỉ với giá là 5.900k thôi. Các bạn sở hữu sản phẩm Samsung Lót 9 này rất ok, rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, 5.900k các bạn nhá. Nhà mình có 3 màu nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 9 bên mình thì các bạn nhớ hàng đặt hàng cho mình sớm nhất nhá. Đấy, nhận được hàng bên mình các bạn phải chê luôn. Màn đẹp len keng luôn các bạn nhá. Đấy, giờ này muộn rồi, nhiều khách gọi lắm. Thì giờ làm việc cho mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là gì nhở? 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối nhá. Có mong bạn mình gọi mình sớm quá và muộn quá nhá. Đấy. Đấy, cũng có nhiều khách gọi mà. Đấy. Để còn mấy con nữa thì mình sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn luôn đi. Giới thiệu luôn cho các bạn nhanh nhé. Mà cái ấy live stream của mình cũng đang hết pin rồi đấy. Đấy, con này còn Redmi C2 này. Hôm nay nhà mình có Redmi C2, mình xem bộ nhớ cho bạn nhé. Con Redmi C2 này của nó là phiên bản của nó là RAM 2GB này. Đấy, Redmi C2 của nó là RAM bản RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con Redmi C2 này thì ngoại hình cũng khá là ok luôn. Đấy, mình cũng rất là được các bạn nhé. Con Redmi C2 này thì là gì nhỉ? RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Con Redmi C2 RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.200k nhé. Đấy, 1.200k cho bạn nhé. Con Redmi C2 nhé, 1.200k cho bạn nhé. Đấy, pin 4000 các bạn nhé, rất là ok. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé.
Đây ạ, con này là con Samsung Z7 Z2 Bright. Z2 Bright này thì là 7 lít cho các bạn nhé. Đấy. Con này thì là máy Z nguyên bản luôn, chưa sửa chữa gì, vẫn còn tem ốc của hãng Samsung này luôn các bạn nhé. Đấy, con Samsung Z2 Bright này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 7 lít nhé. Các bạn làm máy phụ nghe gọi, dùng xem YouTube chẳng hạn, rất là sướng nhá. Đấy, 700k cho bạn nhá, Samsung Z2 Bright 700k nhá. Đây, và hôm nay thì mình về con này còn Hawaii nhá. Mình sẽ xem con này là Hawaii gì. Đấy. Hawaii, con này là Hawaii i6 Bright 2018. Hawaii i6 hay Bright 2018. Con này của nó là RAM 2GB này. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 16GB. Con này thì là ngoại hình cũng rất là đẹp các bạn nhé. Có cả vân tay này luôn này. Đấy. Tính năng, rất nhiều tính năng luôn. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Viền con này bóng nhẫy và rất là đẹp luôn này. Còn Hawaii i6 2018 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.200.000 nhé. Đấy là 1.200.000. Ngoại hình rất là đẹp luôn. 1.200.000 cho bạn nhé. Đấy. Chip con này chip Snap luôn này. Snap 425 luôn nhá. Đấy, nên chip này ít bị virus nhá. Các bạn dùng cực kỳ là sướng các bạn nhá. Đấy ạ. Đấy ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con Samsung Z5 Bright. Z5 Bright này thì là phiên bản của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, bản công ty, hai SIM hai sóng. Con Samsung Z5 Bright này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Z5 Bright là 1 triệu cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Bright làm máy phụ nghe gọi chống cháy rất là ok luôn, 1 triệu cho bạn nhá. Nhiều phết rồi đấy. Và thôi, bây giờ thì cũng muộn rồi. Đây, nhà mình có con này thì mình sẽ thanh lý nó các bạn đây. Đây, và con này thì là cuối cùng buổi tối ngày hôm nay. Thì nhà mình về là con này, con Vivo này. Y11 cho các bạn nhé. Dạ. Con này là Vivo Y11. Y11 này thì là pin của nó pin 4000, hơn 4000. Màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin 5000 nhé. Vivo Y11 này là pin 5000 luôn. Đấy, máy con này rất là đẹp luôn. Đẹp neng keng xà beng luôn. Đấy. Con Vivo Y11 này thì là gì nhỉ? Tình trạng của nó là chỉ bị sứt mũi sứt mũi tí kính ở trên này thôi. Đấy, vừa nãy mình không sơ ý mình gì nhỉ, mình để máy nó bị sứt một tí trên này thôi. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mấy thời nhá, bình thường sẽ không thấy các bạn nhá. Con Vivo Y11 này pin 5000 này thì mình sẽ thanh lý các bạn giá là 1.700.000 nhé. Đấy, thanh lý lỗ đấy, mình vừa định bán 1.900.000 cơ, nhưng mà mình vô tình chỉ làm sứt một tí thôi, mất luôn 200.000 các bạn ạ. Tại vì bên mình thì không sửa chữa mà, mình cứ mua sao của khách thì mình bán luôn cho bạn như vậy. Con này thì mình do mình làm cũng làm do mình làm sức một tí thôi, nhưng mà mình cũng bán luôn cho bạn nhé, mình không sửa mà. Con này mình sẽ bán cho bạn với giá là 1.700.000. Pin con này là pin 5000 các bạn nhé. Đấy, màn hình pin thì 5000, màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch, rất là to. RAM của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, các bạn tha hồ lưu trữ luôn. Nói chung là các bạn mua sản phẩm này quá là bền, quá là sướng các bạn nhé. Đấy, nhà mình thì còn cái gì nhỉ, SIM villa vào mạng thì mình cũng có mà, nhưng mà thôi thì mình không cầm, tiện cầm đây, mình để tủ mất rồi. Thì là mình sẽ lấy luôn SIM villa vào mạng cho các bạn nhé, mình sợ điện thoại pin. Đấy, giờ này cũng rất nhiều gọi nhá, SIM villa nhà mình có rất là nhiều các bạn nhé. Bạn nào mà cần SIM villa vào mạng thì các bạn cũng có thể liên hệ cho mình nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và các bạn gì nhờ xem video của mình thì các bạn ưng sản phẩm nào mình, các bạn nhấc máy liên hệ với mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon. Và sắp tới là kỳ lễ nghỉ 30/4, 1/5 thì là các bạn là luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc các bạn nhá, đi chơi thật nhiều chỗ và ủng hộ thật nhiều sản phẩm của mình. Và xin chúc bạn xem video của mình tí nữa thì một giấc ngủ cực kỳ là ngon các bạn nhá.